Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tu đức tạo nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, ta giống như kẻ sống trong say đắm, chết trong mộng mị, không tu một chút công đức nào thì làm sao thành Phật được. Quý vị thử nghĩ xem, Phật xưa kia do tu vô lượng vô biên công đức nên mới thành Phật được. Chúng ta tại sao chưa thành Phật? Là bởi chúng ta chưa có tu vô lượng vô biên công đức. Công đức của mình so với Ngài thật quá sai lệch. Bởi vì một mặt thì mình tu hành, một mặt lại tạo tội nghiệp, do đó công tu không bằng tội nghiệp tạo ra. Từ sáng đến tối mình tạo thân nghiệp, tạo khẩu nghiệp, tạo ý nghiệp. Thử xét tư tưởng của mình, hết tưởng người này không tốt lại tưởng người kia đối với mình không đẹp. Tưởng người nọ đối với mình nghĩ như vậy, nói thế kia, cho nên trong lòng tạo ra đủ thứ nghiệp tham, sân, si. Ở nơi miệng mình cũng tạo nghiệp, nào là nói thị phi, kẻ đúng người sai, hoặc là nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác ôn, nói điều đâm chọc hai đầu làm cho người này người kia bất hòa. Có những người một ngày không nói những chuyện thị phi thì giống như một ngày họ không sống vậy. Một ngày không nói láo giống như ngày đó họ không có cơm ăn vậy. Họ cảm thấy rất là khó chịu, nên từ sáng tới tối phải nói chuyện thị phi, nói chuyện láo lếu thì họ mới sống được. Các vị coi thử mấy người này có kỳ quái chăng, thật làm cho người ta tốn công giải thích. Những người có tật xấu mà tự mình không nhận lỗi, lại còn che đậy, bao che cho cái tội của mình, cho rằng mình đâu có nói dối, mình nào có vọng tưởng, mình cũng chẳng có dục niệm, đeo cái mặt nạ giả để đi lừa người khác. Kỳ thật ở đời này làm sao mình thể lừa được ai? Chẳng những mình không lừa được người khác mà tự mình cũng không lừa được chính mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mình có vọng tưởng thì thử hỏi xem mình có biết hay không. Nếu mình biết thì mình không có cách gì lừa được mình. Nếu không lừa được chính mình thì làm sao để lừa người khác chứ? Chỉ có người ngu si thì mới đi lừa kẻ khác thôi. Người không thật sự tu hành thì mang mặt nạ, lòng dạ đen tối, không giữ quy luật, chẳng làm chuyện quang minh chính đại, song không chịu thừa nhận. Do đó trong sự sinh hoạt hàng ngày, y giống như kẻ được sinh ra trong say đắm, chết đi trong mộng mị. Không tu một chút công đức nào thì làm sao thành Phật được? Những người này cách xa Phật đến trăm ngàn vạn dặm. Nói cách khác, công đức mà mình tu được ít hơn tội mình tạo ra, tức là phần thu hoạch không nhiều bằng phần mất đi. Thử hỏi như vậy thì làm sao thành tựu được? Ha ha ha, 问什么的说呵。